I'm Sarah. Chào cô ạ. Hello everyone. Good evening. How are you guys doing today? Xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi học số 21 của chúng ta trong khóa học tiếng Anh giao tiếp cho bạn các bạn mới bắt đầu đúng không? So everyone. Hi guys, my name is Rachel and welcome you guys back to my class Communicative English for Beginners. How are you guys doing today? Yeah, I know it's Friday. Hôm nay là thứ sáu phải không mọi người? And as an old saying goes, thanks God it's Friday. So it means that you guys are going to have a lot of fun with your friends and family this weekend, right? Rất là nhiều các hoạt động đang chờ các bạn trong cuối tuần sắp tới đúng không nào? But first, since we are here all together, let's just have some fun first. Đầu tiên thì vì chúng mình đang ở đây trong cái buổi học rất là vui ngày hôm nay thì tại sao không have fun luôn mà phải chờ đến cuối tuần đúng không? Và vậy thì bây giờ thì mình sẽ cùng nhau xin được bắt đầu với buổi học ngày hôm nay. So, as you might see at the very beginning of every lesson, I would love to give you something really exciting. And today is no exception. Let's just take a look and see how and what I'm gonna bring you here. So let's take a look, everyone. This is gonna be a really fun video. And I'm pretty sure that you guys are going to laugh your heart out when you see this. Khi mà các bạn xem video này thì mình chắc chắn là các bạn sẽ cười rất là nhiều bởi vì đây là một video rất là fun từ hai bạn học viên rất là dễ thương của lớp chúng mình nhá. Thì bây giờ mình sẽ xin mời mọi người share video và share âm thanh để cho các bạn sẽ enjoy cái phần này trước. Mỗi buổi học của chúng ta sẽ là một cái niềm vui khác nhau nên là mình sẽ enjoy nó đúng không? Vậy thì không có gì phải make it so complicated cả. Cứ kiểu enjoy life thôi đúng không? Kiểu Chipu nói thế. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhá. Hello everyone, we are Annie and Ariel. Today we will give you a video, a special topic that is how to act cute in English. Ariel, would you mind taking it to the kitchen and washing it up? I always take care of the cooking, but you never do the washing up. Yes, I will when I'm finished playing this game level. No, do it right now or I will kill you alive. Ariel, I had enough of this. You never take the rubbish down. What a liar! I remember I took the rubbish down last night. Just drop it. You can talk, but you never do. Ariel, look at this mess. I'm sick and tired of tidying up after you. Okay, I'm going to. Give me a chance. Wow, for once in your life, you put your shoes on the rack. Are you joking? You always line things around, not me. Hi Annie, what's up? Ariel, oh my god. This morning, you forgot locking the door before going to work, didn't you? Are you serious? I thought you were the last person leaving the house, not me. Whatever you say. I haven't got time to stand around arguing with you all day. Thank you for watching us and don't forget to attend Communicative English class with Miss Wen. You'll get a lot of interesting lessons. Goodbye. Okay, so everyone, are you enjoying the video? Just give a big hand to Annie and Ariel. Mọi người ơi, chúng ta cảm thấy video này thực sự rất là deep đúng không nào? Không chỉ là cụm từ sử dụng rất linh hoạt và áp dụng rất là tốt mà thậm chí là phần diễn của bạn Annie như thường lệ luôn luôn tạo cảm hứng cho chúng ta trong quá trình học. Vậy thì không biết là các bạn đã được comment chưa nhỉ? Không biết là mọi người đã có thể comment được trong khung chat hay chưa? Mọi người hãy giúp mình gửi những cái lời khen và động viên đến cho Annie và bạn Ariel của chúng ta nhé. Những cái lời động viên đấy sẽ giúp cho các bạn đi rất là nhiều trong việc là sẽ ra những cái sản phẩm rất là hay. Thế thì bây giờ mình sẽ
thấy trên màn hình ở đây mình show cho mọi người, đây là cái video của các bạn ấy up ở trên nhóm nhu cầu sinh ngữ. Tuy nhiên thì có thể là khi mà mình up cái video lên ấy thì cái ảnh của bìa của video này nó hiện lên như này. Thế nên là thành thử là nó lại không hiện những cái cảnh điếp điếp của bạn Annie. Là nhiều bạn lại bị lướt qua và không kịp xem. Nên là bây giờ mình xin phép gửi lại cái video này vào trong nhóm chat và phần khung chat của chúng ta. Và mình rất là mong là các bạn có thể giúp mình bỏ ra 1-2 phút nào đó. Các bạn vào link này đi ạ. Và chúng ta sẽ thả một cái like, một cái tim, một cái ha ha cũng được dành cho bạn Annie và Ariel. Và một cái comment rất là dễ thương để giúp cho các bạn có thêm những cái động lực tạo ra những cái sản phẩm hay cho lớp chúng mình nhé. Vì đây chính là những cái để giúp cho mọi người có thể giao tiếp tốt này. Khi mà chúng ta không chịu nói ra, không chịu thể hiện cảm xúc và không chịu deep ý, thì chúng mình sẽ không thể nào mà chúng ta có đủ được cái điều kiện để giúp cho các bạn có thể luyện nói được. Vậy thì một lần nữa cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và không biết là Annie có ở đó không nhỉ? Can you just raise your hand so I can spotlight you and everybody can see your face? Annie có ở đó không? À đây rồi, Annie và Ariel, một người đã giơ tay đây đúng không ạ? Ariel, are you there? Chắc chắn là phải Ariel phải có đây đúng không? Không bao giờ mình thấy Ariel bị miss buổi học nào của mình hết cả. Ok, vậy thì Annie ơi, bạn đừng mở mic chưa nhỉ? Không biết là Annie có thể chia sẻ cho mọi người là mình mất bao nhiêu thời gian để diễn làm sao để kiểu mình cảm thấy vừa lòng với cái phần diễn này ạ? Vì nó rất là deep. Dạ, thực sự là sáng nay Ariel cũng mới hỏi em là chị ơi, chị quay mất bao lâu vậy chị? Cho nên là em xem lại clip đầu tiên cho tới clip cuối thì khoảng 20 phút đó cô. Wow, 20 phút dạ. Luôn. Và trong có những clip có những clip behind the scene cũng mất cười lắm, kiểu bị đúng bị giờ bị hư xong quay lại chuẩn. Tại sao không để behind the scene ở khi mà xong cái clip này mọi người cứ để những cái behind the scene là xong cuối cùng cái video nhá, mọi người kiểu yeah. Mọi người cứ enjoy. Thì mình nghĩ là Annie nên lập một kênh TikTok đi và mình up những cái này lên chắc chắn là sẽ viral đấy ạ. Mọi người nhớ ủng hộ em nha. Em cứ làm việc mọi người ủng hộ. Chắc chắn luôn mọi người nhớ nhá, bởi vì TikTok bây giờ rất là thịnh hành và khi mà mọi người lướt ấy thì bây giờ xem kiểu quay bên trái quay bên phải nghẹo cổ quá rồi ý, thì thôi không xem cái video này nữa, bây giờ tập trung xem của Annie đi. Đấy. Và Annie ơi, hay là đang trend quay sang trái thì Annie hôm nào làm cái video quay sang trái đi, up lên TikTok cho mọi người nhá. Dạ, cảm ơn cô. Và công okay. Việc của Ariel cũng rất là nhiều, cô bạn Ariel edit lại cái clip á. Về hình ảnh đúng rồi. Và hình ảnh rất là dễ thương. Đúng rồi, không biết là Ariel có đó không? Ariel, những cái meme như này xinh quá luôn. Rất là dễ thương. Không biết là đến lúc nào thì em có thể kiểu xuất đầu lộ diện cho mọi người có thể thấy cái sự diễn sâu deep của em nhỉ? Nếu mà được như thế thì rất là hay. Ariel có ở đó không? Nhiều khi giọng của Ariel rất là dễ thương, mỗi tội là chưa thấy mặt bao giờ. Thế nên là nếu mà có kết hợp với chị Vân Anh, chị Annie trong một thời gian nữa thì hôm nào Ariel có thể là thể hiện cái sự diễn xuất của mình cho mọi người cùng xem nhé. Yeah. Ok, cảm ơn Annie rất nhiều. Vậy thì mình rất là mong muốn mọi người có thể thấy ra đây, như Annie có thể nhìn thấy ở trong khung chat, mọi người đã gửi lời đến hai bạn cũng như là những cái lời khen rất là nhiều dành cho một cái sản phẩm tuyệt vời như thế này. Và mọi người ơi, như mình có nhờ mọi người một lần nữa, chúng ta hãy vào video trong nhịp cầu sinh ngữ, thả tim và để lại một comment giúp cho hai bạn có động lực hơn trong quá trình để cho các bạn đi ra những cái sản phẩm hay hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ, vâng, một lần nữa thì mình sẽ trên màn hình mình show lại cho mọi người với những cụm từ vựng mà Annie và Ariel vừa mới dùng xong trong cái video của hai bạn đó. Thì mình muốn nhờ mọi người chúng ta sẽ comment và học theo hai bạn nhé. Chúng ta dựa vào cái video đó thì chúng ta sẽ học lại. Và ngày hôm nay thì sẽ có một cái món quà rất là đặc biệt dành cho hai bạn, là một cái cuốn sách mình cũng vừa mới tìm thấy thôi, cả bản tiếng Anh, tiếng Việt lẫn audio. Và cuốn sách này thì mình nghĩ rằng là ai cũng nên đọc một lần trong đời. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau xem nhé. Cụm từ của chúng ta có ngày hôm nay, mọi người có thể nhìn thấy không? Hôm nay mình phải lấy cái ảnh bìa của Annie làm ảnh show trên PowerPoint luôn vì nó quá là deep. Ở đây cái cụm từ mà chúng ta sẽ thấy đó là mình luôn luôn nấu ăn nhưng cậu thì không bao giờ rửa bát cả ấy. Thế thì cụm từ mà chúng ta có ở đây là gì ạ? Bạn Vân có hỏi là tuần trước được nhận quà gì. Ở đây thì mọi người lưu ý cho mình là mọi người luôn luôn phải nhắn tin riêng cho mình nhé, và mình sẽ gửi quà cho mọi người nhé. Ở đây chúng ta sẽ có những cái phần quà, tí mình show lại cho Vân để cho mọi người sẽ chọn. Có phải là bạn Vân là với cả là bé Lina đúng không? Hình như là mình chưa gửi thì phải. Mọi người nhớ nhắn cho mình riêng nhé. Vậy cụm từ ở đây chúng ta trước hết là chúng ta học và ôn lại cùng với Ariel và Annie một chút xíu đã.
Thì ở đây mình sẽ có một cụm từ rất hay là rửa bát trong tiếng Anh là gì nhỉ? Rửa bát đó là do the cooking. Và khi mà bạn chịu trách nhiệm làm gì thì mình sẽ nói là take care of. I always take care of the cooking, but you never do the washing up. Vậy do the washing up, mọi người nhớ nhé. Do the washing up bằng do the dishes, tức là rửa bát mọi người ạ. Lưu ý cho mình nhé. Rồi, cụm từ tiếp theo của chúng ta nào. Các bạn ơi, có nhớ cụm này không nhỉ? Comment cho mình nào. Cậu đùa tớ à? Cậu luôn luôn vứt những cái thứ đồ linh tinh ra sàn, ra nhà và không bao giờ dọn cả. Và đây là một trong những cái đúng rồi, chính xác. Cảm ơn bạn Vân đã cho mình cái câu trả lời ở trong phần khung chat đây rồi. Thì mình sẽ chuyển sang phần số 2. Ở đây hôm trước có Andy cũng nhắn cho mình và mình cảm thấy rất là vui vì mọi người có những cái thắc mắc dành cho những bài học ý. Thì bạn ấy có hỏi là always thì thường đi với hiện tại đơn mà, thì tại sao lại dùng với hiện tại tiếp diễn ở đây? Thì khi mà chúng ta có một cái cấu trúc là những cái trạng từ chỉ tần suất đi với hiện tại tiếp diễn thì nó luôn thể hiện sự than phiền trong một cái việc gì đó đang xảy ra tại thời điểm hiện tại ấy mọi người. Thế thì khi mà chúng ta than phiền là bạn mình lúc nào cũng vứt đồ đạc linh tinh. You're always laying things around. Vậy cấu trúc laying things around, vứt đồ linh tinh ra nhà nhé. Các bạn nhớ cụm đúng không? Rồi, vậy thì hãy lưu ý là đây là một trong những cái nền tảng ngữ pháp các bạn có thể nốt lại. Di chuyển tiếp theo, are you joking? Cậu đùa tôi à? Cụm thứ ba ở đây ạ, rất là hay. Ở trên màn hình mình cũng ghi rồi đấy. Là mình sẽ xử đẹp cậu nếu như mà cậu không làm luôn bây giờ. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ có cấu trúc là gì nhỉ? Đúng rồi, Joyce ơi, kill your life. I'll kill your life. Chính xác luôn, cảm ơn Kate. Rồi, vậy thì ở đây có những bạn gương mặt rất là quen thuộc của chúng ta như là Annie, như là Ariel, bạn Phúc Thịnh, bạn Vân, bạn Joyce, bạn Kate. Vậy thì mọi người hãy cố gắng chăm chỉ chúng ta học nhé. Vì nếu mà chúng ta học qua live này thì có thể là nó sẽ vui hơn là chúng mình học lại qua YouTube ý. Mình tương tác được nhiều hơn, mọi người cố lên. Cụm từ tiếp theo của chúng ta đó là tôi chịu hết nổi rồi. Khi bạn chịu đủ cái gì rồi và bạn chịu hết nổi rồi ý, thì mình sẽ dùng cấu trúc là I've had gì nhỉ? Đây là cái mà các bạn có thể là gì ạ? Nói luôn với cả là gì? Những cái bạn ở cùng phòng của mình, khi bạn chịu hết nổi điều gì đấy rồi, thì chúng ta dùng cụm từ I've had enough of this. If you have enough of this, it means that you can't stand it anymore. Không thể chịu nổi nữa rồi, thì bạn dùng cấu trúc đấy nhá. Cụm tiếp theo của chúng ta đó là bằng với từ I've had enough of this. Thì mình bằng với cái cụm là... Đúng rồi, Phúc Thịnh ơi. I'm hiding about you. Đúng rồi. Phúc Thịnh, giọng rất là cute. Nhưng mà tí nữa ra tay nhá. Nhớ Phúc Thịnh tí ra tay giúp cô nhá. Ở đây mình có chút đó là I am sick and tired of. Đúng rồi. Lớp mình nhá, có một đặc điểm rất hay là có những bạn nhỏ lắm. Tầm 90 tuổi thôi nhưng mà giọng phát âm như là Disney luôn. Mọi người cảm nhận thấy đâu. Có Phúc Thịnh này, có Lina này. Ngoài những cái bạn này kiểu nghe xong sởn hết cả da gà. Mình nghĩ là ví dụ mai sau mình có em bé, mình có con chẳng hạn, thì mình cũng rất là mong muốn là có cái chất giọng của các bạn lại dễ thương như thế này. Mọi người cũng có thể là các bé nhỏ ơi, nếu như kem có giọng hay như thế này thì mọi người chịu khó quay video nhé. Kem quay video lên xong up lên cho mọi người học cùng với mọi người với kem nhé. Rồi, bây giờ mình cùng nhau đến với cụm tiếp theo đó là đồ nói dối. Thì thay vì việc nói là don't lie thì mình sẽ nói đó là what a, đúng là kẻ nói dối. Đúng rồi, Joyce chính xác, what a liar. What a liar, that's it. Now, cụm tiếp theo ạ. Thôi bỏ qua đi. Cậu lúc nào cũng chỉ nói thôi, chẳng bao giờ làm cả. Nói mãi thôi, hoài cũng chán ý. Vậy thì bỏ qua đi, đúng rồi, just drop it. Và cậu chỉ biết nói thôi, không bao giờ làm. You can talk. Wow, trong khung chat mọi người có thể thấy mọi người rất là chăm nhớ bài và dùng cụm từ rất là tốt. Và hôm trước thì mình có bạn Herrick ý. Không biết Herrick còn ở đây không? Herrick hôm nay có lên không nhỉ? Thì mọi người có thể nhận thấy Herrick có một cái sự tổng hợp bài tập rất tốt. Bạn ấy tổng hợp vào Notion ý. Thì các bạn nhớ là lên nhịp cầu sinh ngữ và chúng ta search bạn Herrick nhé. Và chúng ta xem cái cách mà bạn ấy tổng hợp cụm từ. Vậy thì mỗi khi học xong rồi thì tổng hợp nó vào. Đúng rồi, cảm ơn Herrick rất nhiều. Ok. Và ở đây mình sẽ thấy bạn Herrick có ở trong khung chat đây rồi ạ. Lúc nào cũng rất là chăm chỉ đúng không ạ? Cùng ngoài ra, mình đây là cái cụm mà các bạn có thể là nhớ. Đó là gì nhỉ? Ở đây, tôi không có thời gian để ngồi đôi co với cậu đâu. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ có cái cụm từ ở đây là gì nhỉ? Mọi người có nhớ không? Không có thời gian để đôi co với bạn cả ngày được đâu. Mình sẽ nói whatever you say. Thôi cậu nói gì cũng được. Nói gì cũng được đi. Tớ không có thời gian để ngồi đôi co với cậu. I got no time to stand around arguing with you all day. Vậy đây là hai cụm từ rất là hay. Nhưng mà mọi người chú ý là mình sẽ nói có cảm xúc ngữ điệu nhá. Whatever you say. Chính xác luôn.
Rồi, vậy thì phần quà ngày hôm nay như mình có vừa giới thiệu với Annie, đây là một cuốn sách mà mọi độ tuổi, mọi lứa tuổi và ai cũng nên đọc một lần trong đời, có tên là The Alchemist, nhà giả kim. Cuốn sách này thông thường mua hiểu sách thì chỉ có bản tiếng Việt thôi, và mình hiện giờ vừa tìm được bản tiếng Anh và cả audio nữa, thì mình cũng rất là mong muốn gửi tặng cho Annie và Ariel, vì đây là cuốn sách cực kỳ ý nghĩa. Mình nghĩ là các bạn nên đọc rất là nhiều lần cuốn này để giúp cho chúng ta sẽ có thể hiểu sâu hơn. Vì lần một mình đọc cái cuốn này ấy, mọi người tiếng Việt ấy, mình thấy cũng bình thường, chả chả thấy có suy nhê gì, nhưng mà đến lúc đọc lần thứ hai ấy, bắt đầu mình ngấm dần dần đấy mọi người. Và lần thứ ba khi mà mình đọc bản tiếng Anh và nghe audio thì nó rất là phê. Bởi vì sao? Bởi vì là mình cũng đã hiểu hết nội dung cốt truyện rồi, nên là nhiều từ mới ấy, là mình hoàn toàn có thể đoán được cái ý của nó, chứ không nhất thiết là phải tra từ điển hết. Ok, rồi bạn Phúc Thịnh đã đọc bản tiếng Anh rồi cơ à? Wow, bé Phúc Thịnh của tầm 10 tuổi mà bạn ấy đã học rồi ấy, mọi người. Ở trong nhịp cầu sinh ngữ mình thấy có nhiều bạn kiểu rất là tài năng luôn ấy. Đúng rồi. Và cái cụm từ mà bạn ý và rất là nhiều câu mà bạn Phúc Thịnh đã học được đúng không nào? Rồi, never trust a book by its cover. Đây cái câu này có trong sách không nhỉ, Phúc Thịnh nhỉ? Theo cô nhớ thì là không chứ đúng không? Ok, vậy thì ở đây có một cái cụm rất là hay, một cái câu rất là hay trong nhà giả kim mà mình cực kỳ tâm đắc, đó là khi mà bạn cố gắng và nỗ lực thì cả vũ trụ sẽ ủng hộ bạn, sẽ tìm ra những cái người đồng hành để giúp cho bạn đạt được cái mục tiêu đó. Thế nên là nếu như mọi người trong cuộc sống mà mọi người có một cái mục tiêu nào đó thì mọi người cứ làm, cho dù có khó khăn đến đâu thì mọi người cứ làm, bởi vì khi chúng ta càng đi thì chúng ta sẽ càng tìm được nhiều người có thể sẽ giúp đỡ cùng với mình đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy cuốn sách này đã bán được 65 triệu bản, chứng tỏ là một cái bestseller mà chúng ta nên đọc nhé. Thank you. Còn bạn Vân có hỏi mình là những cái phần quà thì mình có MasterChef song ngữ, MasterChef Junior cho các bé nhỏ, hay những cái cuốn sách về daily conversation. Đấy thì các bạn có thể lựa chọn. Thì mình cũng đang làm thêm một cái cuốn sách nữa là 70 chủ đề giao tiếp thông dụng ấy, thì mình sẽ cố gắng làm dịch sớm cùng có cơ bản tiếng Anh, tiếng Việt và cả audio nhé, để cho vào cái bộ sưu tập quà này để cho mọi người có hứng hơn trong việc học nhé. Thank you. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự nỗ lực của các bạn trong tất cả các buổi học của chúng ta. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với buổi học ngày hôm nay, lesson 21. Ok. And to guys, I would love to show you another activity. Và bây giờ mình sẽ có một cái hoạt động rất hay nhá. Mình giới thiệu cho mọi người, đây là phần Poll Everywhere. Và mình nghĩ là nếu như bạn nào muốn có thể tìm hiểu thì cái này cũng rất hay để cho mọi người dùng cho những cái buổi meeting này. Các bạn đã nhìn thấy trên PowerPoint của mình chưa? Mình đang vừa show PowerPoint đấy ạ. Và bây giờ trên phần khung chat mình đã gửi cho các bạn cái link ấy của Poll Everywhere. Các bạn kích vào đấy đấy ạ. Bây giờ câu hỏi của mình được đặt ra ở đây. Và khi mà các bạn nhập cái câu trả lời của mình thì nó sẽ hiện lên đây nhá. So every of your answer will be appeared here. Okay, will be appearing here. So just try to tell me very quickly what's the best movie you've ever seen. Chủ đề của ngày hôm nay đó là về movies. Vậy thì mình sẽ cùng nhau bắt đầu với một cái câu hỏi được đặt ra. Các bạn có nhìn thấy trên phần PowerPoint mình show trên màn hình không nhỉ? Nhiệm vụ của chúng mình đó là gì ạ? Vào Poll Everywhere mà mình vừa mới click, mình vừa mới để vào trong khung chat đấy ạ. Các bạn chỉ cần click vào đấy thôi. Các bạn dùng điện thoại hoặc là dùng dùng laptop, cái gì cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ giúp mình type cái câu trả lời vào và nó sẽ hiện lên đây. Đúng rồi, có một bạn đầu tiên đó là Lord of the Ring. Ok, mình sẽ lưu ý là các bạn sẽ trả lời rất nhanh nhé, La La Land nhé. Rồi, từ board, chúa tể của những chiếc nhẫn thì em nhớ cho mình là cách viết của nó là gì? Lord nhé, Lord of the Ring. Lost này là bị biến mất mất rồi. Mọi người nhìn thấy trên màn hình không ạ? Lion King, Hades, đấy, Friends. Wow, cực kỳ nhiều những cái bộ phim hay đã được show trên màn hình rồi đúng không? Mọi người ơi, các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Mình chỉ muốn đảm bảo là các bạn có nhìn thấy. Ok rồi, Choice. Bởi vì PowerPoint của dạo này thỉnh thoảng của mình bị lỗi khi mà mình chuyển PowerPoint nó không hiện ấy. Frozen, Mr. Miss Smith. À, cái này là Angelina Jolie và Cô ơi Brad Pitt đóng đấy này. cô ơi cô chưa thấy nha Dạ. cô, cái PowerPoint của cô vẫn là đang là cái đầu tiên hết, là chưa có gì hết ạ. À, vậy thì bây giờ như thế này ạ. Mọi người đã nhìn chưa? Nhìn thấy cái best movie chưa? Dạ rồi ạ, dạ rồi ạ. Bây giờ thì nó đang chạy đúng không? Nó kiểu là đúng rồi đang chạy chữ đó cô. Có chữ chai chân ít không ạ? Dạ rồi ạ. Ok, thì tốt rồi ạ. Dạ. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Vấn đề là ra là mình luôn luôn phải hỏi mọi người nhé. Ở đây vậy thì mình sẽ thấy Titanic này.
Train to Busan. Ui, cái phim này kiểu gọi. Ok, sorry. Đây ạ, mọi người nhìn thấy rồi đúng không? Rất là nhiều những cái bộ phim hay. Rồi, vậy thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là cái chủ đề mà rất là nhiều các bạn sẽ thích nói trong ngày hôm nay. Bởi vì ai cũng sẽ có một cái bộ phim, có một cái favorite movie để xem. Rom-coms là một cái thể loại nhất. Mình đang hỏi cái bộ phim gì ạ? Một cái tên cụ thể là gì? Avengers Endgame, rồi là Meteor Garden. Rất là nhiều các bộ phim. Cảm ơn mọi người đã cho mình những cái lựa chọn nhá. Thế thì chủ đề hôm nay chúng mình sẽ là về movies, đúng không? Thế nên rằng trước hết thì mình sẽ show lại cho mọi người về một cái link để cho các bạn xem phim. Ở đây chúng ta sẽ có okay, study movie. Chờ mình một chút xíu nhá. Mình có đây ạ. Rồi, here we go. Show lại cho mọi người, mình đã giới thiệu cái này từ last đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng có thể một số bạn vừa mới vào nên là cũng sẽ quên mất. Đây là một trong những cái web xem phim song ngữ mà đang miễn phí hiện nay. Rất là ít các bạn biết đến cái trang này, bởi vì nếu như mọi người muốn xem song ngữ, các bạn sẽ cần phải mua Netflix hoặc các bạn sẽ cần phải mua ở trên những trang như Study Film. Thế nhưng mà cái trang app Share TV này, nó sẽ cho phép mọi người xem khoảng tầm mấy trăm cái bộ phim song ngữ rất là hay, và nhiều phim ấy là được giải Oscar, tức là toàn là những cái phim kiểu đỉnh cao, và tuy rằng nó đã cũ rồi ấy, cách đây khoảng tầm 5-10 năm ấy, thế nhưng mà nó vẫn rất là hay. Thì các bạn sẽ cùng nhau vào đây và xem phim cho mình nhá. Tiện thể một công chúng ta học về chủ đề movie thì mình sẽ giới thiệu lại cho mọi người đủ các thể loại, đủ các genres luôn, các bạn thích xem thì xem nhá. Đấy, vậy thì hôm nay sẽ có thêm một cái nữa, đúng rồi, Share TV là một kênh mà các bạn nên biết để chúng ta luyện tập. Nào, vậy thì quay trở về với chủ đề chính của ngày hôm nay. Let's go back to the main topic, movies. Hôm nay mình sẽ cùng nhau đến với chủ đề này. Đầu tiên, mọi người đã có được cái link Google Drive chưa nhỉ? Nếu chưa có, một lần nữa nhá, mình sẽ copy paste vào trong khung chat cho các bạn ạ. Cho mọi người sẽ có một cái sự dễ dàng hơn trong quá trình luyện lại bài. Và tất cả phần này đều được gửi cho mọi người nhá, trước khi buổi học bắt đầu ạ. Ok. I always send everything in advance, so you can be well prepared before we start the lesson. Luôn luôn tất cả những cái phần này mình gửi trước rồi ạ. Vậy các bạn nhớ là chúng ta sẽ học cho mình cái thẻ từ Quizlet. Và bây giờ hãy cùng nhau bắt đầu với chủ đề này. Như thường lệ thì cái buổi học của mình sẽ chia ra là các phần để cho các bạn follow rất là dễ. Đầu tiên, đấy, phần 1, step number 1, talking about kinds of films or movies. Hãy nói cho mình những cái loại phim hay là những cái thể loại phim mà các bạn thích xem. Đó, vì nhiều khi mình cũng muốn diễn đạt bằng tiếng Anh ấy. Như vừa rồi có một cái bạn viết là rom-coms, đấy chính là một loại phim, một thể loại đấy, hôm nay mình học. Tiếp theo ạ, bước thứ 2 sẽ giới thiệu chung về cái phim đấy. Và mình đã có hết những cái bước để cho các bạn giới thiệu rồi, nên bất cứ một bạn nào, cho dù mới học hay không, các bạn đều có thể nói được bộ phim yêu thích của mình. Bước thứ 3, let's talk about something you like. And last but not least, something you dislike about the movie. 4 bước rất là đơn giản và hiệu quả để cho sau khi một cái buổi học 1 tiếng của chúng ta kết thúc là các bạn đã có thể nói được những cái bộ phim như La La Land hay là Avengers Endgame, để cho mình giới thiệu cho bạn bè của mình biết về cái bộ phim đấy nhá, để chúng ta cùng xem. Và bây giờ một lần nữa mọi người lưu ý cho mình nhá, hãy tích cực trong quá trình học. Mình sẽ đọc trước. Và đúng rồi, Allison, bạn ấy rất là thích action movie đúng không? Bạn ấy vừa comment ở trên khung chat. Thì việc đầu tiên mình sẽ đọc, sau đó thì mình sẽ mời một bạn lên luyện tập của mình nhá. Bộ phim này thuộc thể loại gì vậy? Đấy, khi mà bạn mình giới thiệu cho một cái bộ phim mới thì mình có thể hỏi bạn ấy là what kind of film is it? Okay, what kind of film is it? Thì mình có thể nói là what kind of movie or film is it cũng được ạ. Thứ hai, mình có thể gọi đấy là bộ phim với phong cách rất là rùng rợn. I guess I would call it a thriller. Okay, I guess I would call it a thriller. A thriller là một cái thể loại phim nhá, kiểu phim rùng rợn đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi nó như vậy. Tiếp theo ạ, chúng mình sẽ có phim kinh dị. Đấy, kinh dị thì nó còn khủng khiếp hơn là rùng rợn. Những cái phim này horror movie. Mình gọi là horror movie. Tiếp ạ, phim lịch sử. Historical movie. Phim khoa học viễn tưởng, nó viết tắt của science fiction thì mình đọc là Sci-fi movie. Như kiểu Avatar đúng không? Rồi phim hành động của chúng mình có Action movie. Phim hài Comedy. Còn phim hài lãng mạn thì sao ạ? Nó viết tắt của romantic comedy. Rom-coms. Chính là rom-coms. Một bạn vừa mới nói rồi đấy. Rom-coms là một cái rất là hay đúng không? Tiếp theo nào, phim tài liệu thì sao?
Documentary. Rồi về thiên nhiên hoang dã các thứ đấy, các bạn sẽ thấy như BBC nó có hẳn một cái kênh là BBC Earth là về thiên nhiên, là về 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 trái đất ấy, được gọi là documentary. Phim truyền hình dài tập, cái này giống như kiểu cô dâu 8 tuổi ấy, mọi người. Thì có soap opera. Soap opera. Soap. Soap opera. Nhớ cho mình từ đọc này âm Âu nhé. Soap opera. Phim này là phim truyền hình được chiếu ở trên TV. Còn những cái phim vừa rồi mình sẽ thấy là chiếu rạp nhiều hơn mọi người nhé. Tiếp ạ, phim miền Tây cao bồi chúng ta có westerns. 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 Phim hoạt hình, nó rất đơn giản. Cartoon. Nhưng cách thứ hai có thể nói là animated movie hoặc cartoon. Chọn tìm đi số 2. Phim giả tưởng, đấy như cái phim fantasy ngày xưa ấy mọi người. Chính là phim này. Fantasy. Fantasy. Ngày xưa có hẳn một cái bộ phim tên là fantasy, các bạn nhớ không? Đấy, thì đây chính là cái loại viễn tưởng, cái loại làm sao đây ạ? Chúng ta sẽ giả tưởng đấy. À, tiếp theo nào, phim âm nhạc của mình. Musical. Musical. Phim giật gân rùng rợn. Đây, cái này vừa mới học xong. Thrillers. 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 Và cái từ horror movie, cái phim đấy sẽ là gì ạ? À, cái phim đấy kiểu nó sẽ khủng khiếp hơn đúng không? Thrillers thì nó vừa phải thôi ạ. À, phim chính kịch, tức là nó kể về một cái cuộc đời của một nhân vật nào đó. Dramas. 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 À, khi mà mình nói mình rất là thích phim hành động thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc là I'm a big fan of action movies. I am a big fan of action movies. I am a big fan of. Thì cái này quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mình có thêm một cụm từ xịn sò nữa là mình rất là thích những cái bộ phim tình cảm xến xúa. Đấy, thì bây giờ khi mà mình nói thích, I also have a weakness for cheesy rom-coms. Thì mình có một cái cụm xịn hơn ngày hôm nay, đó là I also have a weakness for cheesy rom-coms. Thì khi mà mình có một cái weakness, tức là mình có một cái điểm yếu, mình có một cái sự yếu mềm về vì về cái gì đó, thì các bạn cũng có thể hiểu đó là mình rất là thích cái cheesy, cheesy, cheese là phô mai, nhưng mà cheesy tức là gì ạ, xến xúa ấy, đúng không? Cũng là một cái nghĩa khác của từ cheesy. Rồi, lưu ý ạ. Thế thì chúng mình đã có tổng tất cả là 18 cái cụm từ vựng về chủ đề là kinds of film, thì mình cùng nhau luyện tập nhá. Nào, who volunteers? Bạn nào tình nguyện giúp mình phần đọc này nào? We got the first one. Rồi, mọi người nhanh chóng giơ tay để cho chị Julie mở mic cho mọi người nhá. Hôm nay có chị gấm ạ, em xin lỗi ạ. Ok, bộ phim này thuộc thể loại gì thế? Ok. Xin mời Joyce. Hello Joyce. Yeah. Okay. Hello teacher. How are you doing? Yeah, have a nice day too. Yeah. Okay. Now we got the first phrase for you. Đọc to giúp mình được không? Yeah. I'm ready. Yes. What kind of film is it? Mm-hmm. Mình có thể gọi đấy là phim rùng rợn ạ. I guess I would call it. I guess I would call it a thriller. Thriller, okay. Kinh dị nào? Horror movie. Lịch sử ạ? Historical movie. Okay, khoa học viễn tưởng ạ? Sci-fi movie. Mm-hmm. Hành động. Action movie. Phim hài ạ? Comedy. Rồi, hài lãng mạn. Rom-coms. Rom-coms. Phim tài liệu nào? Documentary. Documentary. Yes. Documentary. Giải tập ạ? Soap opera. Âm âu ạ? Soap. Soap. Từ này có ham tiết ạ? Opera. Opera. Yeah. Okay, miền Tây cao bồi. Westerns. Westerns. Hoạt hình nào? Cartoon. Mm. Animated movie. Thank you. Phim giả tưởng ạ? Fantasy. Fantasy. Âm nhạc. Fantasy. Musical. Musical. Giật gân ạ? Thrillers. Thrillers. Chính kịch. Dramas. Dramas. Mình rất là thích. I'm a big fan of action movies. Another way to say it. Cách khác nào? I also have a critique of cheap rom-coms. À, chúng tôi, tức là những từ mà có đuôi ES, mọi người phải đọc là us, là cái âm ơ ngắn nhất, nên đọc là weakness, đọc là weakness. Weakness. Weakness, đúng rồi. Yeah. Thank you. Yeah, thank you, teacher. Yeah, okay, now, one for some listening practice. Để tập một chút về phần nghe mọi người nhá. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ nhớ cho mình là trong một tiếng ngắn ngủi thôi, không có nhiều thời gian để mọi người ngồi nói được. Thì mình mong muốn là cái một tiếng đấy thì các bạn sẽ làm quen được với nhiều cái từ vựng liên quan nhất có thể. Sau đó thì chúng ta luyện nghe và lấy cái xương đấy để chúng ta có thể thêm thịt vào.
Bởi vì mỗi người có một cái bộ phim mà đúng không? Thì bây giờ tiếp tục một bạn ơi, nghe chị cho mình Huyền chưa có nói gì hết á, hình như chị Huyền đang đi ở ngoài á, cái xong cái chị Huyền chat chat vậy thôi à. Ok ok mọi người ơi, xong mình mute mic nhá. Joyce nào, can you help me to mute your phone? Thank you. Ok, nào cùng nhau di chuyển đến phần này ạ. Một bạn giúp mình nhá, chúng ta nghe và sau đó đọc to cho mình là được ạ. Xin mời. Dạ. Ok, now we got the first one. Nghe cho mình nào, xin mời. Audio one nhá. Have you seen The Old Men? No, I've never even heard of it. What kind of film is it? Mm-hmm. What kind of film is it? Thank you. I guess you'd call it a thriller, but... I guess you'd call it a thriller. A thriller. It's also kind of a modern western, because a lot of it takes place in the desert or small town America. Mm-hmm. Khi mà nó được quay ở đâu, mình sẽ nói là gì ạ? Take place in. Chính xác, tí nữa mình học cụm đấy nhá. Bây giờ mình nghe trước thôi ạ, nghe rất là tốt đấy. Rồi, mình sẽ có là take place in, là nó được quay ở một cái desert, một cái sa mạc, đúng không nào? Mm-hmm. Tiếp theo. Is it scary? I can't do scary. Is it scary? I can't do scary. Rồi, khi mà mình nói tôi không thể xem được phim sợ đâu, cái phim kiểu ghê ghê ấy, thì mình sẽ nói I can't do scary. Đúng rồi, vậy thay vì nói I can watch, chúng ta nói I can't do scary. Không thể chịu nổi xem mấy cái phim kinh kinh. You might not like it then. I can't watch anything violent, horror films, anything like that. Uh-huh. Không thể xem một cái phim bạo lực trong tiếng Anh là violent và phim kiểu horror film. Yeah. Rồi, horror film. So what kind of thing are you into? I like dramas, historical films. I like dramas, historical films. Mm-hmm. Things like that. I like stories that focus more on real people. I also have a weakness for cheesy rom-coms occasionally. I also have a weakness for cheesy rom-com occasionally. What about you? Yeah, I guess we have somewhat opposite tastes. Tôi nghĩ là chúng ta có gu khác nhau rồi. I guess we have somewhat opposite tastes. Mm-hmm. Tiếp ạ. I'm a big fan of horror films, thrillers, and so on. I'm a big fan of horror films, thriller, and so on. Thank you. Okay, vậy thì bây giờ với một cái phim này thì đôi khi mọi người không nhất thiết là chúng ta phải tự kể đúng không? Chúng ta phải là làm việc theo cặp được đấy. Một bạn hỏi, một bạn trả lời. Đó là what kind of films do you like? Thì mình sẽ tạo ra một cái đối thoại như đấy, nhưng mà mình vẫn dùng được cái cụm từ và những cái vocab đã học nhé mọi người. Rồi, vậy thì phần này mình cũng rất là khuyến khích mọi người làm việc theo cặp. Chúng ta đã xử lý xong với những cái thể loại phim để cho mọi người đã có thể học nhá. Vậy thì bây giờ mình hỏi lại một lần nữa, ai đó có thể comment rất nhanh cho mình không nhỉ? Cái phim mà là gì ạ? Tình cảm xến xúa thì chúng ta có gì nhỉ? Phim hài lãng mạn ấy, vừa hài lại vừa lãng mạn, nó viết tắt là gì? Đúng rồi, rom-coms. Thế còn phim mà kiểu giật gân ạ? Phim kiểu giật gân, nó không hẳn là phim kinh dị lắm. Đúng rồi, thrillers. Thế những cái cụm đấy cũng là những cái rất là hay. Thế còn phim khoa học viễn tưởng thì sao nhỉ? Viết tắt của science fiction thì chúng ta sẽ có, đó là, đúng rồi, thriller. Một số bạn đã comment chính xác, Ariel và Kate, đó là sci-fi. Ok, rồi, phim chúng mình sẽ có phim cô dâu 8 tuổi đi. Phim 1000 tập đi mọi người. Mỗi cái cảnh kiểu mỗi một cái cảnh quay đi, quay ngang quay trái của họ thôi mà đã mất khoảng tầm 10 phút đúng không? Đúng rồi, soap opera, chính xác. Mọi người nhớ là nhớ đấy ạ. Thế thì bây giờ chúng mình di chuyển đến phần thứ hai tiếp theo nhá. Khi mà chúng ta nói về một cái bộ phim ấy, thì mình đã chia ở đây ra rất là nhiều những câu hỏi được liệt kê một cách rất là rành mạch rồi. Thì các bạn sẽ cứ dựa vào đây để chúng ta nói nhá. Câu đầu tiên, chúng mình sẽ bắt đầu nhờ một bạn đi. Ok. Rồi, bạn nào, Eric Ann có hỏi là ngoài comedy thì còn có sitcom. Ừ, đúng rồi. Thì mấy cái phim đấy nó cũng kiểu hài hài đúng không? Những kiểu How I Met Your Mother hay là Friends, đấy cũng gọi là gì ạ? Là sitcom. Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái từ com ở trong sitcom ấy cũng là comedy mà đúng không? Rồi, thế thì hai cái này nó cũng có nghĩa làm sao nhỉ? Giống nhau. Ok.
Tiếp theo nào, bây giờ mình sẽ cùng nhau di chuyển nhá. Mình sẽ nhờ một bạn nào đó để đọc cho mình được không? Thể loại yêu thích là gì? Đấy. What chúng mình sẽ... kind of film is it? Đúng rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ chạy nhá. Đó là gì ạ? Thể loại. Bạn sẽ trả lời câu đầu tiên cho mình, đó là loại phim bạn yêu thích là gì? Thứ hai đó là ai là cái người đạo diễn phim đấy? Who thì mình sẽ có cấu trúc là who was the director? À, who was the director? Thì tiếp theo là ai là người đóng cái bộ phim đó? Who is in it? À, who's in it? Chính xác ạ. Bộ phim này được quay ở đâu? Bối cảnh như thế nào? Where is set? À, where is set? Và cuối cùng bạn, cuốn sách này nó có dựa vào một cái tiểu thuyết hay là một cái bộ phim này có dựa vào một tiểu thuyết hay một cuốn sách nào không? Is this based on a book? Đúng rồi, vậy cứ chạy theo như vậy nhá. Mọi người cứ chạy theo như thế để cho chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là được mọi người nhá. Rồi, bạn Kate câu hỏi là phim bộ là gì? Thì nếu như mà chúng ta cái phim mà nó có nhiều nhiều tập đúng không ạ? Nhiều gọi là nhiều mùa ấy thì mình có thể gọi là series đúng không? Thì có thể là một cái cách tốt để cho mình sẽ nói là cái phim dài tập, phim theo bộ. Đấy, có rất là nhiều How I Met Your Mother, nó có 9 mùa đấy mọi người. Rồi, tiếp theo nào. Chúng ta sẽ có là bạn Lina hỏi là phim chiếu rạp là gì? Thì Lina ơi, những cái phim này này là phim gì ạ? Science fiction rồi là những cái phim action movie đi, đều là phim chiếu rạp hết mà em. Chỉ có cái soap opera thôi. Soap opera hay là dramas ấy. Những cái phim đấy là phim kiểu phim dạng phim truyền hình ấy. Nó chiếu ở trên TV thôi. Thế mọi người chú ý là những cái này đều được là chiếu rạp hết em nhá. Ok, đúng rồi. Soap opera và dramas. Đấy, hai cái phim đấy. Phim điện ảnh à? Phim điện ảnh thì cũng là một dạng của drama đấy. Drama cũng là một dạng của điện ảnh đấy. Nó là phim mà chúng ta sẽ ít xem nhiều trên truyền hình ấy mọi người. Tiếp theo nhá, cùng nhau di chuyển đến phần này nè. Mình có cấu trúc đầu tiên mà các bạn sẽ học giúp mình ai là đạo diễn của bộ phim đấy. Thì bây giờ mình nghe và cùng nhau đọc nhá. Who was the director? Who was the director? Tiếp theo là bộ phim này thì được đạo diễn bởi ai? Thì chúng ta sẽ nói sử dụng động từ It's a Stanley Kubrick film. Rồi, cách đầu tiên mình sẽ nói là It's a Stanley Kubrick film. Đây là bộ phim của đạo diễn Stanley, đúng không ạ? Hoặc là chúng mình sẽ có thể nói đó là gì ạ? It was directed by Stanley Kubrick. It was directed by. Chúng ta dùng động từ nhé. Đấy, ở dạng bị động ạ. Phim này thì do ai đóng nào? Who's in it? Who's in it? Who's in it? Đó là do anh Kurt Russell thủ vai. It stars Kurt Russell. It stars Kurt Russell. Hoặc chúng mình sẽ nói anh ấy là nam chính. Kurt Russell plays the main character. Kurt Russell plays the main character. Anh này Kurt Russell nhìn cái bác này rất quen đúng không mọi người? Hay đóng trong mấy cái kiểu phim gọi là bố già các thứ ấy. Rồi phim này có bối cảnh ở đâu thế? Where's it set? Where's it set? Có bối cảnh ở Paris năm 1920. It's set in Paris in the 1920s. It's set in Paris in the 1920s. Có bối cảnh ở Paris cũng có thể nói là It takes place in Paris. It takes place in Paris. Có dựa vào câu chuyện nào không? Is it based on a book? Is it based on a book? Nó dựa vào cuốn sách của Stephen King. It's based on the book by Stephen King. It's based on a book by Stephen King. Rồi, vậy thì đây chính là những cái cụm từ để chúng ta trả lời những câu hỏi vừa rồi nhé. Và bây giờ mình cần mọi người đọc lại cho mình đi ạ. Cụm đầu tiên của chúng ta có đó là ai là đạo diễn của phim này? Mọi người đọc to nhé. Ai đó giúp mình biết. Hello teacher. Ok. Nào xin mời. Đạo diễn là gì ạ? Who was the director? It was directed by Stanley Kubrick. Hoặc cách thứ hai. It's a Stanley Kubrick film. Ai đóng ạ? Who's in it? Rồi ạ. It stars Kurt Russell. Cách thứ hai ạ. Kurt Russell plays the main character. Rồi, bối cảnh ạ. Where's it set? Rồi, tiếp ạ, bối cảnh ở Paris. It's set in Paris in the 1920s. Hoặc là? It takes place in Paris. Rồi, tiếp ạ, câu chuyện nào không? Is it based on a book? Rồi, đó là nó dựa vào cuốn sách của Stephen King. It's based on the book by Stephen King. Thanks. Rồi, vậy thì đây là phần chúng ta đã xử lý xong với câu hỏi hai, đó là introduce about the film, giới thiệu với cái bộ phim này. Thì các bạn cứ chạy theo cho mình các câu hỏi như thế này nhé, để chúng ta di chuyển.
Và bây giờ sẽ là đoạn hội thoại số 2. Cũng tương tự như thế nhưng bây giờ nó cho vào hội thoại giữa hai người mà thôi. Một bạn nửa mic nhé. Bắt đầu ạ. I saw a great film last night. I can't believe I didn't see it when it was on in the cinema. Oh really? What was it? Blue Jasmine. Do you know it? Sounds familiar. Is that the Steven Spielberg film? No, it was directed by Woody Allen. Rồi, bộ phim này được đạo diễn bởi ông Woody Allen. Yeah, it's well directed by Woody Allen. À, đúng rồi. Vậy thì cái này được là directed nhé. It was directed by Woody Allen. Di chuyển tiếp nào. No, I don't know it. What kind of film is it? Thể loại gì? What kind of film is it? Okay, tiếp ạ. I guess I'd call it a drama, but it's a bit of a black comedy too. I guess I'd call it a drama, but it's a bit of black comedy film. Comedy rồi. Too. Yeah, đúng rồi. Và black comedy tức là thể loại bi hài kịch mọi người nhé. Nó hơi trào phúng một tí xíu ấy. Nó là hài chứ nó lại trào phúng của mọi người ạ. Thế nên là đây là một cái thể loại rất là hay. Black comedy. Tiếp theo nào. Who's in it? Ai là người đóng thêm nhỉ? Who's in it? À đúng rồi. Nối âm. Nó nối âm ạ. Who's in it? Who's in it? Tiếp theo nhá. Kate Blanchett plays the main character. Anh là nam chính nào. Kate Blanchett played them. The main character. Okay, character tức là gì nhỉ? Là nhưng mà xin lỗi. Rồi, okay, character. Đóng vai nhân vật chính. Tiếp theo nhé. I'm guessing that if it's a Woody Allen film, it's probably set in New York. Set in New York. It's probably set in New York. Không biết là nếu là phim của đạo diễn Woody Allen thì chắc chắn là nó sẽ có bối cảnh ở New York phải không? No, although the main character is a New Yorker. Tiếp tục nha. Is it based on a book or anything? I might be mistaken, but I think I read a book with a title like that. Yeah, is it based on a book or anything? Chính xác, is it based on a book, anything? Nó có dựa vào câu chuyện của một cái gì không? Cảm ơn em nhé. Vậy thì bây giờ chúng đã xong với bước số 2 của chúng mình. Nói rất là nhanh về cái chủ điểm là gì ạ? Giới thiệu chung về cái bộ phim này. Bước thứ 3 của chúng ta, talking about a film you like. Something you like about the film. Vậy thì mình sẽ dùng những tính từ tương tự như thế. Tất cả những cái chủ đề mọi người phải nhớ nhé. Chúng ta đều có những tính từ để mô tả về một cái gì đó để nói rõ rằng là vì sao mình thích. Cụm từ đầu tiên đó là bộ phim này mình thích bởi vì nó nguyên bản, nó không có bị modify đi một chút nào cả. Nó vẫn theo cái cốt truyện cũ. Original. 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 Ngọt ngào, êm dịu, những cái trải nghiệm nó rất là gì ạ? Dễ chịu này. Sweet. Sweet. Okay. Cảm động, xúc động thì cái từ quen thuộc này. Touching. Okay, touching hoặc là moving. It's really touching. Nào, bộ phim có cốt truyện rất là xúc động. It has quite a touching storyline. It has quite a touching storyline. Storyline, cốt truyện nhé, bằng cái từ plot, cốt truyện ạ. Này rất đáng để suy nghĩ. Thought provoking. Rồi, tiếp theo nhé, mình có người thật việc thật. Believable. Đấy, nhưng mà số bạn rất là thích xem dramas bởi vì nó believable ấy, chứ nó không kiểu là hư cấu ấy, như là science fiction. Vui vẻ, vui nhộn, có từ gì ạ? Hilarious. Và khi mà xem những cái phim hilarious, vui vẻ này thì bạn không phải quá là suy nghĩ kiểu quá nhiều và không phải quá là nghiêm túc khi xem đâu. You're not meant to take it too seriously. Rồi. Một cách nữa để chúng ta nói phim rất vui. It's good fun. Cảnh quay hành động rất là đáng kinh ngạc. Incredible action scenes. Nhưng mà phong cách, cái phim này nó được dựng theo phong cách hoạt hình. Cartoonish. Okay, cartoonish. Trong tâm vẫn làm biết số 2 đúng không? Cartoonish. Tiếp theo nào, hiệu ứng phim rất là tuyệt. Great special effects. Rồi, bộ phim có bình luận rất là tốt. It's got really good reviews. Có được đề cử giải Oscar.
It was nominated for 8 Oscars. It was nominated for 8 Oscars. Hoặc là nó được thắng vài giải tại Liên hoan phim Cannes. It won several awards at the Cannes Festival. It won several awards at the Cannes Festival. Rồi, vậy thì đây là những cái thứ mà lý do vì sao bạn thích nó đúng không? Có review tốt rồi là thắng một số giải, cốt truyện rất là hay, tạo cho mình cái sự phải suy ngẫm cũng như là nó rất là xúc động. Vậy thì những tính từ đầu tiên mọi người đọc cho mình cho quen nào. Nguyên bản gốc là gì ạ? Một bạn ơi, chúng mình sẽ mở mic ra cho cô nhé. Nó không bị modify đi, nó vẫn theo nguyên bản gốc của chúng ta. Vậy mình sẽ dùng cấu trúc đó là, mọi người chú ý để mic nhé. Khi mà các bạn đi được khi được chị Gấm mở mic thì mọi người chịu có đọc to nào. Dạ. Rồi, xin mời em ạ. Nguyên bản nguyên gốc thì sẽ có từ gì? Original. Original, original. Rồi tiếp ạ, ngọt ngào em chịu ạ. Original, sweet. Thank you, cảm động. Touching. Or? Movie. Câu chuyện gây xúc động. It has quite a touching storyline. Storyline. Đáng để suy nghĩ. Thought provoking. Yeah. Thought provoking. Yes, thought provoking. Người thật việc thật ạ. Believable. Believable, believable. Vui vẻ, vui nhộn. Hilarious. Hilarious. Không phải suy nghĩ quá nhiều khi xem phim. Enjoy nó thôi. Yeah. You're not mean to take it too seriously. Rồi, vui vẻ, vui nhộn. Cách nói khác ạ. Good fun. Yeah, it's good fun. Cảnh quay đáng kinh ngạc. Incredible action scenes. Uh-huh. Phong cách theo người ta dựng theo kiểu phong cách hoạt hình. Cartoonish. Okay, cartoonish. Tiếp nào, hiệu ứng phim rất là tuyệt. Great special effects. Yeah, great special effects. Great. Có được review rất là tốt, bình luận tốt. It got really good reviews. Thanks. Được đề cử giải Oscar. It was nominated for 8 Oscars. Đã thắng vài giải tại phim liên hoan phim Cannes. It won several awards at the Cannes Festival. Thanks. Rồi, vậy thì đây chính là những thank you, teacher. Yeah, vì sao bạn thích cái bộ phim đấy mọi người? Thì bây giờ chúng mình sẽ di chuyển đến phần listening nhá. Nào, mọi người ơi, có những cái cụm từ ở đây. Vấn đề là bây giờ các bạn phải nhớ rất là nhanh. Chúng ta vừa học một lần đúng không? Và hy vọng các bạn vừa nghe là có thể nhớ được rồi. Number 3, bắt đầu nào. The story was really interesting and original. Oh, sorry. The acting was amazing. What are you watching? Kung Fu Hustle. Do you know it? No. Haven't you watched this before? Yes, many times. It's one of my favorites. It looks weird, almost like a cartoon. Now, cái bộ phim này như là một phim hoạt hình vậy. It looks weird, almost like a cartoon. Đúng rồi, weird, rất là kiểu kỳ quặc đúng không? Yeah, you could say that. It's really original, but mostly it's just good fun. It's really original, but mostly it's just good fun. Good fun, rất là hài hước, vui vẻ đúng không? Mỗi khi chúng ta xem, tiếp nào. Not meant to take it too seriously. Is it? You were not meant to take it too seriously. Too seriously. Đúng rồi, you're not meant. Cái này là phân từ hai của mean, mình đọc là meant nha. Yeah. Rồi, di chuyển tiếp nào. Violent? I can't watch violent films. Is it? Đây là is it violent? I can watch violent films. Thanks. Okay, tiếp theo nha. Đây có phải là phim bạo lực không? Kind of, but the violence is also quite cartoonish. Rồi, phim này có cái yếu tố bạo lực nhưng mà nó lại được biến thể thành hoạt hình nên nó cũng vui vui thôi. Kind of, but the violence is also quite cartoonish. Yeah, cartoonish. It has quite a touching storyline too. It has quite a touching story-like too. Yeah, di chuyển nào. It's silly but sweet at the same time. It's silly but sweet.
sweet at the same time. No, was it popular when it came out? Yeah, I think so. It got really good reviews, and I think it won some awards too. It's got really good review, and I think it's won some award too. Yeah, award too. Award too. Rồi, cảm ơn em. Rồi, di chuyển nhá. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng mình sẽ đến cho mình nào. There are several reasons why you love this movie. Một số những cái lý do vì sao bạn lại thích cái movie này nhỉ? Mình sẽ có rất nhiều tính từ hay ạ. Và các bạn ơi, nhớ mở mic ra để chúng ta luyện tập cùng với mình nhá. Bắt đầu ạ. Một bạn nào. The story was really interesting and original. Ai đó có thể giúp mình nào? Bộ phim này rất là thú vị và nguyên bản nào. The story was really interesting and original. Chính xác, interesting. The acting was amazing, really believable. The acting was amazing, really believable. Really believable. Rồi, vậy thì đây không phải là một cái bộ phim khoa học viễn tưởng gì đúng không? Người thật việc thật luôn, believable. It had great special effects and incredible action scenes. It had great special effects, but and incredible, but incredible action scenes. Đúng rồi, cảnh quay hành động rất là ngoạn mục. Nốt nhá, tiếp phần này cho mình nào. Lý do vì sao em thích cái phim này nào? Got really good reviews. It got really good reviews. It's got really good review. It was nominated for 8 Oscars. It was nominated for 8 Oscars. It won several awards at the Cannes Festival. It won several awards at the Cannes Festival. Đây là Cannes Festival. Không có ép luôn nhé. Cannes Festival. Cannes. Ok, dạ, vậy thì đây là những cái thứ bạn thích. Thank you, teacher. Thank you. Chúng mình cùng nhau đến phần cuối cùng ngày hôm nay ạ. Something you dislike. Vậy thì khi mà nói về bộ phim ấy, cho dù bạn thích đa phần những cái nội dung trong đấy, nhưng sẽ có những thứ mà bạn không thích lắm, thì bạn có thể dùng cách như sau nào. Cốt truyện chậm và nhàm chán ạ. It is so slow and boring. It is so slow and boring. Bộ phim đẫm máu, thì ngoài cái từ bloody ra thì mình có từ It is quite boring. It's quite gory. Gory. Bộ phim rất là dễ đoán, xem cái đã biết là kết thúc như thế nào rồi. Đấy, dạo là gần đây thấy đọc mấy báo thấy bảo là Song Hye Kyo đúng không, bị chỉ trích là vì đóng phim nào cũng là kiểu dạng nữ thần luôn, không thì cái phim nào chị ý đóng vai xấu cả. Thì chúng ta xem những cái phim đó thì mình luôn luôn đoán được trước đúng không ạ, là kết cục lúc nào cũng rất happy ending. It is so predictable. It is so predictable. Tiếp nào, nam diễn viên chẳng cảm xúc gì cả. Đóng kiểu như Hồ Quang Hiếu đúng không? The lead actor is completely emotionless. The lead actor is completely emotionless. Và từ này không đọc là emotionless, đuôi ESS mọi người đọc là dạ, emotionless. Bộ phim được lồng tiếng nên là khá là chán ấy. Nhưng nhân vật nam thì đúng một người đóng, nhân vật nữ đúng một người đóng. It is dubbed. It is dubbed. Thế nào? Cốt truyện ngớ ngẩn, vớ vẩn. The plot is stupid. The plot is stupid. Thế bạn chẳng hợp lý tí nào cả. Nothing made any sense. Nothing made any sense. Rồi, vậy ở đây mình có tầm 7-8 cụm thôi. Xin mời mọi người nào, một bạn đọc cho mình cho to nhé. Bộ phim này thì có cốt truyện rất chậm. 3 tiếng như kiểu Titanic ý. Cốt truyện rất là chậm, sau 3 tiếng xong mà mãi chả hết phim. Mình có từ gì ạ? It is so slow and boring. Đúng rồi, cho dù là Titanic là bộ phim rất là đỉnh cao đúng không? Kiểu gọi là từ trước đến nay luôn luôn là một tượng đài, nhưng có những cái thứ mà mình không thích lắm thì mình không thể nói đúng không? Chứ không nhất thiết bộ phim thì mình luôn thích hết mọi thứ. Bộ phim đẫm máu là gì ạ? It is quite boring. Is it quite boring? Ok, dễ đoán ạ. It is so predictable. Is it so predictable? Predictable. Không cảm xúc tí nào cả. Diễn như không diễn. The lead actor is completely emotionless. The lead actor is completely emotionless. Emotionless. Ok, được lồng tiếng ạ. It is dumped. Is it dubbed? Dubbed. Okay, câu chuyện vớ vẩn. The plot is stupid. Dubbed. The plot is stupid. Thanks. Okay, chả hợp lý thế nào? Nothing made any sense. Nothing made any sense. Any sense? Sense, yeah. Sense. Rồi, okay, now, number 4. Mọi người bắt đầu di chuyển cho mình nhé.
có những cái thứ rất là nhẹ nhàng thôi, đơn giản nhưng đóng vai trò rất quan trọng khi các bạn mô tả bộ phim. Có những tính từ như sau ạ. Bắt đầu mình cần một bạn nhé. Number 4. How was the film? Ugh, awful. I wanted to walk out. Why? What was so bad about it? Everything. It was so slow and boring. Xin mời mọi người nào. It was so. Everything, it was so slow and boring. Plus, it was so predictable that I could even guess what they were going to say next. Plus, it was so predictable that I could even guess what they were going to say next. That's surprising. It got quite good reviews. They must have seen a different film than I did. Also, it was dubbed. It's dubbed. I was dubbed. Đúng rồi. And they only used two voice actors, one for the males and one for the females. I never understand why they dub films like that. Why not just use subtitles? Yeah, I agree. But I guess people don't like reading. Was it scary? Was it scary? Yeah, now the last one now. Not at all. It was quite gory. But it was all done so badly that it wasn't believable at all. It was quite gory, but it was all done so badly that it wasn't. Người thật việc thật ạ. Believable. Đúng rồi. Okay, cảm ơn em. Vậy thì đây chính là những cái cách mà chúng ta nói nhé. Nào, chúng ta có nốt ba cái này nào. Em sẽ giúp mình nốt phần này được không? Những thứ mà bạn không thích ạ. Something you don't like nào. The lead actor was really bad. He was completely emotionless. The lead actor was really bad. He was completely emotionless. The plot was stupid. Nothing made any sense. The plot was stupid. Nothing making any sense. Yeah, nothing made any sense. Completely unfunny. No one in the whole bar laughed once. This was completely unfunny. Không có một ai cười cả. Cảm ơn em nhá. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã xong với bài của phần chủ đề về movie. Và các bạn có thể nhìn thấy đó là khi chúng ta trả lời một câu hỏi, một câu hỏi đó là gì ạ? Tell me about your favorite movie. Thì chúng mình sẽ di chuyển đến những cái câu này, cứ theo 5W1H để chúng ta phát triển ý nó ra đi ra. Và thêm thịt vào. Phần xưa đã có rồi, thì bây giờ chúng ta thêm thịt vào. Với mỗi bạn thì có một cái bộ phim hay mà chúng ta muốn diễn đạt, đúng không? Thì bây giờ mình cùng nhau di chuyển đến một cái phần ví dụ và phân tích cái ví dụ này để cho mọi người hiểu hơn cái cách thức mà người ta nói về cái bộ phim yêu thích. Thì một bạn ơi, chúng mình sẽ bắt đầu di chuyển nhá. Chúng ta sẽ xem trước phần example và sau đó thì dịch cho mình ạ. Phần dưới là phần dịch nhá, để cho các bạn nhớ xem và dịch luôn được thì tốt. Bắt đầu nào. I'm going to tell you about the film Gravity, which is one of my favorite films from the last few years. It's kind of a sci-fi film, but it's set in the present day, and it doesn't feature aliens or anything like that. So you could say that it's more of a thriller. It was directed by Alfonso Cuarón, and it stars Sandra Bullock and George Clooney as two American astronauts. Most of the story takes place in space, in orbit around the Earth. I really like it because the visuals and the special effects are incredible. It's really atmospheric, and it gives you a good sense of the loneliness and terror of being stranded in space. I would say it's one of the best space films I've ever seen. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói một cái bộ phim về gì ạ? Về science fiction, đúng không ạ? Nó khoa học viễn tưởng đấy. Thì bây giờ chúng mình thử dịch cho mình nhá. Nào, đây là một cái bộ phim khoa học viễn tưởng. Em dịch cho mình nào. It's kind of a science. It's kind of a science. Fiction. Sci-fi cũng được nhá. Em nói là sci-fi hoặc science fiction movie, ok?
Nào có bối cảnh là gì ạ? Is gì? Is set gì nhỉ? Đây đây, em nhìn chị có đọc đọc to set là in. Set gì? Set đúng in. Rồi, set in đúng rồi và set nó không in, có sự xuất hiện. Nó không có gì ạ? Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng mà người ta không nói về người ngoài hành tinh. Là trong tiếng Anh người ngoài hành tinh là Future Islands. Ok, Future Aliens. Tiếp theo nha. Future nào, Aliens. Đây là tôi gọi, đây là một cái bộ phim kiểu giật gân rùng rợn thôi, chứ không phải là horror movie. Thriller. Đúng rồi. Nó được đạo diễn bởi cái ông này. Director. Ừ, rồi. Và có sự góp mặt của cái diễn viên này. Ngôi sao nào? Is it? Star. Rồi. Và nó sẽ có cái gì ạ? Bối cảnh diễn ra ở không gian. Diễn ra là gì ạ? Take gì nhỉ? Nhớ. Take place. Đúng rồi, take place in. Và ở đây có một những cái từ rất hay như là gì? Orbit là gì ạ? Quỹ đạo vòng quanh trái đất này đúng không ạ? Và bộ phim này thì có cái hình ảnh và hiệu ứng rất đặc biệt. Hình ảnh sẽ là vi gì nhỉ? Visual. Đúng rồi, visual đúng không? Hay kiểu mấy xem mấy cô người mẫu ấy, người ta hay khen là visual đỉnh cao đấy ạ. Visual tức là gì ạ? Cái phong thái, cái hình ảnh của người ta đúng không? Rất là đẹp. Và hiệu ứng đặc biệt sẽ là special effects đúng rồi. Effects. Không nói là great, mình nói incredible đúng rồi. Vậy thì mình sẽ có một số cái từ để nói về không gian nhé. Thứ nhất đó là orbit, là về quỹ đạo mọi người vừa học đúng không. Thứ hai là atmospheric, nó là gì ạ? Ngoài gì nhỉ? Ngoài không gian, ngoài đúng rồi, ngoài không gian đúng không, ngoài bầu khí quyển này. Và nó sẽ làm sao đi ạ? Nó sẽ cho mọi người một cái cảm giác rất là gì ạ? Rất là cô độc nào. It gives you a sense of loneliness. Và cái cảm giác sợ hãi nào? Sợ hãi sẽ là gì nhỉ? Terror. Đúng rồi, khi mà bạn bị mắc kẹt trong không gian. Be stranded in space. Đúng rồi, đấy. Vậy thì đây là những cái cụm từ rất hay. Những cái bộ phim hình như là, mình nhớ là Gravity à? Có một cái bộ phim nữa là Passenger nhé. Bộ phim đấy cũng rất là nổi tiếng. Đấy, các bạn có thể xem Passenger. Thì cái bộ phim này nó cũng nói về cái việc là người ta bị làm sao? Stranded, là bị mắc kẹt trong không gian đấy. Đấy, thì đây chính là cái cách nào. Bây giờ em phân tích cho mình một chút xíu. Đầu tiên thì người ta sẽ nói để trả lời cái câu hỏi gì đây nhỉ? What's the movie? Đúng không? Bộ phim này là bộ phim gì? Và nó sẽ, nó trả lời câu hỏi thứ hai đó là what gì? What kind of movie it is? Tiếp theo nào? Cụm từ sẽ là where? Nó được diễn ra bối cảnh nào? Trả lời câu hỏi đó gì nhỉ? Where is it set? Đúng không? Nó được diễn ra ở đâu? Đó. Và tiếp theo nào? Đạo diễn ở đây là gì? Diễn viên là gì? Và quan trọng nhất là gì ạ? Cái nội dung của phim cũng như cái điều mà bạn thích và không thích ở đó. Đấy, và các bạn cứ chạy theo như thế thì chúng ta sẽ mở rộng cái ý nhé. Chúng ta cùng nhau đến với một cái bộ phim nữa nói về Titanic nào. I never saw Titanic until quite recently. Everyone raves about it like it's the best film ever made, but honestly, I wasn't impressed. The cast was good. Leonardo DiCaprio and Kate Winslet are great actors, but I found it boring. The biggest problem is that it's predictable. You know the story beforehand, so there can't be any surprises. I also thought it was too long and slow. It's over 3 hours, but there's not enough plot to fill so much time. I never saw... Bắt đầu nhé, có một bạn nào nói về Titanic nào? Titanic. Ở đây có bạn nào muốn giơ tay để nói về việc là ai đó mà ca ngợi bộ phim không? Có một từ mới ở đây ạ. Dùng rất là nhiều, bạn nào mà hay đọc báo đúng không? Nó nói về những cái bộ phim người ta ca ngợi lên. Thì thay vì nói là it's got good reviews, thì chúng ta nói là gì nhỉ? It raves about. Everyone raves about it. Đúng rồi. Dàn diễn viên. Đấy. Thì mình sẽ thay vì nói main characters, thì người ta nói the gì? The cast. Đúng rồi. Tiếp nào. Bộ phim này khá là chán. Đấy. Cấu trúc là I find it boring. Này mình học hôm nọ về chủ đề hometown ấy. Khi mình thấy quê hương, mình thì cũng kiểu yên bình, nhưng mà ở mãi thì nó cũng boring ấy. Bởi vì sao? Nó quá là dễ đoán. Predictable. Vì nó dài rất là chậm luôn. It was long and slow.
Ok, vậy thì mình sẽ có long and slow nhá. Đấy, vậy thì người ta những cái bài này thì nó đang chưa tốt ở cái chỗ đó là mình chưa cảm thấy là gì ạ? Nó nói về cái bối cảnh ở đâu, nó được set ở đâu đúng không? Hay là đạo diễn của cái người này là ai này? Tiếp theo nữa là người ta đang chưa nói rõ về cái plot, tức là cái bộ phim đấy nó nói về cái gì? Mọi người có thể cho thêm nhá. Nói về một câu chuyện tình giữa hai cái anh chị này đúng không? Và sau đó thì họ đã phải chia xa thế nào sau khi mà một cái thảm kịch xảy ra. Thế thì các bạn có thể cho thêm một cái từ nữa, một cái câu nữa, đó là what's it about? Bộ phim này nó nói về cái gì? Đấy, mình cần mọi người phải biết là khi mà chúng ta được giới thiệu về phim thì cũng phải hiểu nội dung, thì khi mà nghe thấy kiểu thích thì mình xem chứ đúng không? Vậy thì chúng ta có tổng là 7 cái ý để cho mọi người phát triển một cái bộ phim như thế này. Có hai cách, một là các bạn làm và chúng ta tự làm one by one thôi, tự làm individually và sau đó thì quay video và up lên. Những cách thứ hai là vì chúng ta đang trao đổi và giao lưu với nhau thì mọi người hãy làm theo cặp nhé. Một bạn hỏi và một bạn trả lời và chúng ta có thể là đưa ra những comment cho bộ phim đó. Thì dạo gần đây có những cái phim rất là hot như là Eternal do Angelina Jolie đóng này. Không biết các bạn đã ra rạp xem chưa? Mình cũng chưa ra xem, hình như là không biết nó đã ra chưa nữa. Thế vào tháng 11, 12 nó ra này. Là một cái bộ phim rất là hot của Marvels này. Đấy, hay là gần đây thì chỉ có phim đấy thôi nhỉ? Không thấy có cái gì kiểu hot lắm. Thì các bạn có thể review cho mình. Hoặc là gần đây nhất các bạn xem Avengers Endgame. Là một phim bom tấn này. Hay là Bố Già này. Những cái phim đấy của Việt Nam cũng được. Thì các bạn nhớ mở giúp mình cái review của phim đấy ra. Và chúng ta có thể đọc nhé. Đúng rồi, The Medium mà. The Medium mình chưa nghe phim này em ạ. Nó cũng là một dạng của Marvel à? Cũng là sci-fi à? Ok. Thế thì hôm nay với một cái chủ điểm cũng không phải là quá dễ, bởi vì có những cái từ vựng nó khá là lãi, nhưng mà mình hy vọng mọi người áp dụng nó để cho mình một sản phẩm lên nhịp cầu sinh ngữ nhá. Bởi vì thực ra là những cái sản phẩm của các bạn là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với mọi người, khi mà chúng ta xem xong thì chúng ta có cái hứng thú hơn. Ok, horror movie à? Horror movie thì thôi, chắc là chịu thôi. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Lisa, lúc nào cũng rất là chăm chỉ, cho dù chị Lisa cũng là một trong những anh chị lớn tuổi và cũng rất là bận. Tuy nhiên mọi người đã luôn luôn cố gắng để sắp xếp được khi mà chúng ta học ở đây. Rất hy vọng là mọi người một lần nữa nhé. Mọi người hãy enjoy cái bài tập của bạn Ariel và của bạn Annie ngày hôm nay, bởi vì đây là một trong những bài tập rất là ấn tượng. Và mình cực kỳ mong mọi người có thể là bỏ một chút thời gian vào đây live video và cho bạn ấy những cái comment một cách dễ thương để cho các bạn để cố gắng hơn trong những bài tiếp theo, vì những cái động viên nho nhỏ thôi sẽ giúp cho mọi người có cảm hứng học rất là nhiều. Đấy, vì khi mà mình show cái này ra ở trên Facebook thì nó lại không hiện luôn cái đoạn hội thoại của Annie ấy. Là nhiều bạn là kiểu chưa biết rằng là bên trong của nó đúng không? Rất là hay, nội dung cực kỳ cuốn hút luôn. Thế thì hy vọng mọi người cũng giống như vậy nhé. Hy vọng mọi người cũng giống như vậy, làm cho mình những sản phẩm như thế này và up lên để chúng ta học từ nhau nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Marvel vừa mới có phim mới. Ôi dồi ôi, khiếp quá. Đúng là động vào Star Sport rồi khác. Rất là nhiều các phim đưa ra. Cảm ơn các bạn nhé. Và chúng mình gặp nhau vào hôm Chủ nhật tuần này nhé. See you around. Bye bye. Have a good weekend. Tạm biệt mọi người. Mình nhá.